cái thời khóa tu của chúng ta không có nhiều nhưng mà được con cái uh, tu không có ngán <laughs> nên uh, một ngày những đức uh, tu được năm, năm thờ sáng tối thì được uh, hai tiếng ba thờ kia thì cộng lại được hai tiếng nữa bốn tiếng một nhưng mà tu hoài cũng không thấy ngát thêm mà lúc rảnh thì bấm số niệm phật quý vị nhớ nha thí dụ như mình đưa lên thời khóa tu đi mà quý vị đưa lên dài cho người ta tu nhiều là quý vị đang ép mình luôn rồi đó nó dễ đâu biết gì sao mà nhiều người đưa lên thời khóa tu mà không lên tu được không vì cái quan niệm họ nghĩ rằng đưa thời khóa dài cho người ta tu để tu nhiều tốt nhưng mà mình đưa mình vào cái thế luôn Bản thân mình cuối cùng mình lo nhiệt nhiều quá Mình lo công việc nhiều quá Cuối cùng mình vô mình tu đâu có nổi Mình thua Phật tử Tại vì họ không có thời gian họ được tu Họ không có công việc họ được tu Thì họ được quân tập họ tu thành quen Còn mình Mình đưa ra cho họ tu Mình nói mình bận Mà khi mình vô tu thì mình tu không nổi Cuối cùng Mình đưa ra mà mình đứt rớt đây là cái nguy hiểm vô cục mình phải nghĩ là tu làm sao mà nó thèm tu hoài được á mới hay những đức tính được chỗ này nên những đức đưa những đức vô cái thế được người ta cũng được những đức cho người ta được những đức cũng được luôn nên bây giờ những đức theo uh, phật tử đâu được hết trơn luôn người ta tu được những đức tu được Chứ nếu như mà những đức đưa lên bằng thờ hai tiếng hồ Chắc những đức cũng tiêu luôn Phật tử theo cô nội Cô có mấy người tu đâu quý vị Tuy là năm thờ gom lại được có 4 tiếng thôi Nhưng mà nó có thời gian bấm số niệm Phật nè Rồi cá nhân cuộc sống tắm giặt nè Lo gia đình nè Nên mới tính nó đi Thì quý vị sẽ tính lâu dài Vì sẽ thấy cái kết quả của tờ khóa tu này Mà ai tu cũng an lạc tu xong cái mặt tươi rối Thấy không thì thử là đưa lên 2 tiếng đi 2 tiếng tu đi Mấy cô này mà có tóc tay nè Mấy bà mà tu xong đi nhìn mấy bà Thấy <laughs> Mặt mày nó bèo nhèo hết luôn Đó rồi tu một lần Tởn tới già luôn Nghĩ tu Sợ á Còn mấy đứa nít nhỏ nhỏ sao theo nổi Còn cái này cái pháp tu là tam căn phổ độ Phạm Thánh Tề Thâu cái pháp tu mà già trẻ gì con nít gì cũng tu được chứ. nên đưa ra cái pháp tu mà ai cũng tu được đây là quá quan trọng nên uh, chùa bồ đề uh, uh, của, của sư cô uh, ở hải dương á nên uh, nghe đầu Phật nên nhớ là uh, cái nơi mình mà được niệm Phật là phước báo lắm sư cô xây được một ngôi chùa mà cho người ta về người ta tu được cái ý nghĩa của cái việc xây chùa và người ta cúng dường để xây ngôi chùa nó ý nghĩa lắm thật sự nhà đức nó thật lòng chứ mình mà không khéo cái phật sự của mình giết rồi sau này mình hối hận lắm á khi già mình hối hận dữ lắm trong cuộc đời tu nhà đức nhà đức thấy nhiều lắm à thấy nhiều lắm à nếu mà nói về làm phật sự quý vị biết những Đức cũng là cao thủ chứ không phải chuyện dẫn chơi đâu. Nó nó cuối cùng rồi Phật A Di Đà cũng thương á, thấy không? dân ra được mà nhờ tu được mới còn ngồi đây với quý vị. Thấy không? Nếu không là tiêu. Nhờ mỗi ngày cũng quân tập cái tâm cũng thích niệm Phật. Chứ nếu không là xong luôn. Thấy chưa? Nên á, cái công đức niệm Phật nó dịu cái tâm mình nó mới phát Bồ đề tâm kiên cố. Cái phước báo không khéo nó có họa đến với mình. Có nhiều người phước báo ta rất lớn nhưng tâm kiêu ngạo của người ta nó lớn theo đó. Không khéo nào không khéo nó hại mình ghê lắm. Nên những đức nói rằng mình mà còn khỏe mình tu được, quý vị sẽ không hối hận về tuổi già sau này. Còn quý vị bây giờ còn trẻ mà lang thang công việc này việc kia giết sau này lớn tuổi bị hối hận lắm à, giờ tin tin gì cũng biết nhưng mà sau này lớn tuổi biết liền vì như đức lo cho nhiều người già đức kinh nghiệm lắm quý vị ơi không nên á thấy mà sư cô chủ trì lên tu với đại chúng vậy thấy mừng nên ở ngoài hải dương á về thanh thanh miệng thanh miệng hải dương à, nó thì chùa bồ đề đó sư cô chuyên nhất niệm phật vậy đó phật tử rồi tập trung lại chùa sư cô niệm phật thứ bảy chủ nhật đó. đó nên có dịp lễ quan âm rồi đó là lễ quan âm tu tập đó. cái nơi mà có người ta chịu chuyên tu niệm phật quý vì cái pháp này là cái pháp khó tin pháp khó tin mà có người tin chỉ dẫn mình tu là điều đó hiếm hiếm có nhiều người mình đi chỗ này chỗ kia nhiều vậy nhưng mà mình về nhà mình không có từ khóa tu. Đi thôi không có từ khóa tu. Bây giờ đưa lên cái từ khóa tu ở nhà áp dụng cũng được. Còn cái từ khóa tu này thì đức tính rất kỹ chùa cũng tu được mà về nhà cũng được. Hồi đó có những người gặp như đức nói một câu. Ông chỉ người ta ở nhà tu hết. Rồi người ta không về chùa để hộ trì rồi sao? những đức nó không phải đâu không phải khi mình giúp cho người ta nhà tu được an lạc người ta sẽ nhớ ơn tam bảo khi mình giúp cho nhà người ta tu an lạc ta nhớ ơn người hướng dẫn ta nhớ ơn tam bảo ta không có quên ơn tam bảo đâu cái người mà có tu hành có sự an lạc họ mang tâm nhớ ơn cảm ơn dữ lắm Như đức nói với vị chứ con người sống trong cuộc đời này cái chung nghĩa nó quan trọng lắm rất là quan trọng nên mình muốn á, chung với phật thì phải trước nhất phải chung với con người sống trong cuộc đời này nha. sống mà nói quên ơn bội nghĩa là thôi bị một trăm phần trăm với vị những đức à, 15 năm đi tu sống hai ngôi chùa những đức chưa bao giờ bỏ chùa 100% Mọi người có nhân duyên thôi Chưa bao giờ có tâm bỏ chùa Xa chùa Nhưng mà cái duyên đến lúc bản thân mình Hiện tướng cái duyên sao Thì bản thân những đức cố gắng Bây giờ tuy những đức làm cư sĩ Nhưng mà những đức cũng Hậu trì tam bảo đó quý vị Hạnh vô Hiền Bồ Tát ngày có nói một câu này nè y giáo tu hành là cúng dường tam bảo chân thật nhất bây giờ những đứa làm cư sĩ hay vì rồi cái room những đức bữa nay cái room một là đậu tràng một của chúng ta đã đầy một ngàn người cái đậu tràng hai hồi sáng này nó báo là sắp đầy là tám trăm năm người là cái đậu tràng thứ ba là cái cô ở bên nước ngoài cũng mua rồi giờ đưa mã số cái nữa thì từ đây tới bữa lễ viết quan âm chắc là nó sang qua đội chàng thứ ba đó thì bây giờ người tu hành của chúng ta đem cái pháp của phật để hướng dẫn con người ta tu thì bây giờ mình hiện cái tướng cư sĩ nhưng mình cũng nhiệt tình hết mình mình đem cái pháp của phật để hướng dẫn cho chúng sanh tu đó cũng là hộ trì tam bảo đó quý vị chân thật mà làm ngài pháp nhiên thượng nhân này nói một câu rất là hay cực kỳ hay luôn Đấy, quý vị đọc quyển sách ngài pháp như thượng nhân có câu này nè ngài nói câu rằng làm người xuất gia trở ngại quá niệm phật không được thì làm cư sĩ niệm phật ngài pháp như thượng nhân ngài nói ở chỗ đông người niệm phật không được thì đến đi đến chỗ ít người mà niệm phật ở chỗ ít người mà niệm phật không có lực không đủ lực để niệm được thì đến chỗ đông người mà niệm phật có nghĩa là quý vị làm sao Hoàn cảnh nào vì niệm Phật được Thì tốt Không có bị câu thúc Không, không có bị trở ngại Pháp của Phật không có trở ngại Đi đến chùa niệm Phật an lạc Thì đến chùa niệm Phật Là chùa niệm Phật mà không an lạc Thì về nhà niệm Phật Đi đến nào quá thị phi Thì mình kiếm chỗ nào bớt thị phi niệm Phật Chỗ nào quá thị phi Thì mình tránh bớt đi Hiểu không Đó Miễn làm sao mình niệm Phật được thôi Không có bị trở ngại Nên người mà biết niệm Phật Là duyên thù thắng như lắm Nơi nào mà có đậu tràng niệm Phật Là tuyệt vời lắm Nó Ở Hải Dương Có chùa Bồ Đề mà chuyên nhất niệm Phật Quá thù thắng Cứ thường rủ người về Anh, anh Hùng á Anh Hùng á, rủ về Nên Có duyên Rồi về thì sư cô lo cơm nước đồ hiểu không kết hợp nhau chung tay quý vị ơi thật sự mà nói cái ăn cái uống nó cũng quan trọng lắm á nhưng mà mình nghèo thì mình sống theo nghèo mình khá giả thì mình đãi người ta khá giả ăn chút Thấy không người ta hiểu hết trơn á nhớ kỹ người ta đến nhà mình mà rộng rãi thì người ta thích đến à ừ. Mà Người ta đến nhà mình mà mình keo kiệt quá là người ta nghĩ đến Vậy thôi Thì từ đó mà mở rộng ra Mà suy nghĩ đi Sống làm sao bằng cả tấm lòng Không có mắc gì đâu đâu à. Cứ cho người ta ăn đi không có mắc đâu Người ta ăn thì còn Mình ăn nó mới hết Hiểu chưa đó. Nên, nên Cái chủ trương của những đức á là khi những đức sống ở đâu trước nhất là những đức thương cái người sống chung với những đức hết lòng hết dạ trước rồi tới người ta đến nhà của mình mình cũng lo chăng thật vậy thì trong ngoài người ta khó nói mình được thì nơi đó nó thịnh còn nếu như mà trong nhà mà mình không lo mà mình lo ngoài đường không á trong nhà mình nó sẽ không đồng tình nhớ kỹ cái này quan trọng lắm á nên người ta đến người ta niệm phật thờ ta tu tập là mình á, có của cải chút đỉnh mình đem mình chuẩn bị hết đi bữa nay đủ người ta đến tu là mình chuẩn bị mấy cái lẩu vì sao á cho người nấu đi rồi mình mua bánh rồi nước nước nôi rồi mình làm cho ngon lành nè. cái câu mà quý vị từng nghe những đức nói một câu mà từ xưa giờ bị ít nghe lắm đi đến chùa ăn nhiều thì phước nhiều ăn ít phước ít không ăn không có phước vì ít bao giờ nghe câu kỳ cục vậy đúng không quý vị nhưng mà cái câu này trong lòng người ta thấy nó thoải mái lắm Thật sự người ta đều tìm chỗ chỗ bình an quý vị ơi Mình cứ phương tiện gì đi để cho người ta biết niệm Phật ta tốt Người ta không quên ơn mình đâu à, Sư cô mà làm vậy là thời gian chùa sư cô xây chùa bự dữ lắm luôn mới dẫn nhưng mà bự rồi có chừng không giảng sanh đó nghe chưa hiểu <laughs> không? không? Nó, cái quan trọng là có chỗ ở niệm phật cái thế gian này tạo cái gì lớn quá khi buông buông không được đó nghe chưa buông được không giáng xanh này sao đây nó uổng cuộc đời tu của mình rất là ủ sư cô nên bây giờ á người ta lợn ta niệm phật sư cô nói bên nay thầy còn có hai triệu à xả luôn trời <laughs> ơi người ta thương sư cô biết bao nhiêu rồi nói nó mà mãi mãi mình có hai triệu xài hoài không có hết tại vì sao vì sư cô sống quá hết lòng hết dạ con đường này những đứa nó đi qua hết rồi những đứa hướng dẫn các anh em ở trong chùa những đứa nói những đứa hồi đó bình thường những đó từng nói rằng sau này tôi mà qua cái thời của tôi á mấy ông mà làm không được là tại mấy ông đó tại vì tôi gầy dựng sẵn hết rồi Ừ tôi làm sẵn hết rồi đó mấy ông làm được là do tại mấy ông thôi đừng sao có than nghe sư cô <laughs> đừng có than mình sống hết lòng hết dạ đừng có than Tại vì người ta thường nói Cái người tu mình có phúc báo Mình than người ta sẽ không đến Có quan niệm bản thân mình nè Mình đi đến nhà nào mà nhà đó than than Mình đến lần hay lần là nghĩ đến luôn á Chứ không phải giỡn đâu nghe Kệ Nó, Mình xài hết đi Nó, Trong nhà còn gì bán được bán cho tan luôn Mình làm vậy đi rồi sư cô sẽ thấy liền à thì cô cho thấy cái thịnh vượng của cái nơi sư cô liền này đây là con đường như thế đó đi qua hết rồi đã đi qua hết đã làm hết rồi đã làm tặng đáy lòng mà người ta về chùa là cho ăn thả ra à, niệm phật đi thoải mái luôn có thời gian như thế xuống nấu ăn biết không xuống là cái gì ngon nhất mua cho anh ta ừ. nho mỹ nho đồ mua cho phật tử ăn cứ là quan niệm như thế nào Thật sự có nhiều cụ già tội nghiệp Có khi chưa từng được ăn Của chúng sanh trả cho chúng sanh không mắc đâu chứ nha Mình là người tu nó phải rộng rãi Tâm lượng phải lớn, phải rộng rãi nó, Cho người ta ăn, cho người ta xài là mình sẽ có phước lớn Đời đời cái kiếp mình xài cũng không hết Phải tin chỗ này Tiếc đói không than. không Nó Không có thang mình xài sạch tiền rồi nhưng mà trong cái số lượng cả trăm người đó người ta biết tự những người trong đó ta đi đồn ra đi để... nói là, tôi nghiệp sư cô tôi biết sư cô còn mấy triệu xài chân gì hả gì hả tôi nghiệp sư cô quá thấy chưa ta đồn ra mà không cần nói mà ta đi đồn đó cuối cùng chùa sư cô thịnh luôn <cười> <cười> thấy không nó cái này là cái quan trọng lắm chứ không có giảng đâu cái tâm lòng mình đến với người ta làm sao người ta sẽ hiểu hết trơn thật sự luôn nên cuộc đời những đức sống nó vui cái tâm mình lắm quý vị thấy những đức đã từng cái đà cao ghê không ai đến chùa cũng nghĩ chùa những đức rồi nghĩ ghê gớm không đùng cái nói thật lòng cho đại chúng nghe nghe hồi nãy những đức tu với quý vị những đức tu có một mình một ở trong cuộc đời những đức chưa từng bao giờ suy nghĩ rằng những đức tu một mình những đức đó quý vị hồi nãy lễ vật là có một mình một đó à, có một chú thì ông đi lau nhà nên như đức tu mình thôi nãy như đức chạy ra gì những đức không biết bấm máy tu xong mới bấm qua đoạn nói chuyện này mới nói chuyện được nên những đức chạy đi kêu ông ông đang đi lau nhà thấy chưa thấy chưa Cuộc đời con người những đứa đã từng nói bị lên voi xuống chuột Nhưng mà có khi trên con voi Nó còn khổ hơn ở dưới con chuột nó quý vị ơi Nhìn tưởng nó xuống chuột Rồi nó khổ nhưng mà chuột nó lại không khổ nó Lạ vậy 100% luôn à, Tùy quý vị suy nghĩ sao suy nghĩ à, Có khi trên cao mà nó lại khổ à, Vì nó nặng gánh quá quý vị à Nhưng mà khi xuống con chuột Rồi nó nhẹ à, Chuột nó nhỏ quý vị Lo gì cũng vậy voi thì lo khổ thấy chưa nên cuộc đời của người á, thì thịnh thì cố gắng sống cho tốt mà phải niệm phật nghe còn khi mà mình không còn thịnh nữa thì mình cũng phải niệm phật không có cái thịnh nào bằng thịnh tâm niệm phật hết trơn á 100% luôn nên những đức à nên quý phật tử khắp nơi, nơi á nhiều người cũng lo những đức lắm Hồi cấp mới đi nhiều người cũng khóc thương mình á thật sự luôn á gỡ lời đến tất cả quý vị có người những đức từ nhỏ nó đã ở trong cái khổ rồi, Mắc mẹ năm sáu tuổi, khổ lắm. đi lên thành phố năm 18 tám tuổi khổ lắm, chịu mười mấy năm bị chửi kiếm cơm ăn khổ lắm. khi đi tu vô chùa cũng cực lắm quý vị làm dữ lắm, ốm như ốm nhách nè, còn có bốn mấy ký, đó. nên quý vị cứ yên tâm, con người những đức sống trong hoàn cảnh nào cũng sống được chứ nhá. Không chi bây giờ những đức biết tu tin nhân quả thì sao mà những đức khổ được? Nên quý Phật tử khắp nơi nơi những đức chỉ mong quý vị niệm Phật và bình an. bữa đó có bà cụ già. Nha. Bà cụ già quý vị biết á, đứa con bảo quay gỡ lên cái cái file của mình á. Bà cụ vẫn nằm bà khóc sướt mướt à. Đứa con lại hỏi bà làm gì bà khóc hoài, nhớ ông quá, nhớ quá. Này, ông bây giờ không khỏe lắm tôi nghiệp quá tôi nghiệp quá mà bà ở nhà bà chứ đâu phải ở chùa đâu quý vị à, bà làm gì à, bà... quý vị coi á nên, nên từ bà đúng. ở nhà bà không phải ở chùa nhưng mà khi nhìn đức ra đi ra khỏi chùa bà khóc bà nhớ nhìn đức bà nói tội nghiệp ổng quá nên. nên từ nơi đó mà nhớ đức gửi lời bà cụ nhìn đức không có khổ đâu vì có người đức trong cái khổ đi phải. lên làm sao những đức khổ được con người khổ là con người sống trong sung sướng không chịu đựng được cái khổ còn con người như thế sao mà khổ được nhìn đứa khổ còn hơn cái gì nữa còn sống được mà lên thành phố mà mười mấy năm mà bị chửi dữ lắm đi vụ bếp ta chửi ghê lắm Nhưng mà những đứa còn lèo lái những đứa sống được không chi bây giờ những đứa biết tu mà duyên cũng thù thắng không không thể đi đâu cũng được ta thương người. đi đâu cũng được thương quý vị ơi à tôi lợi cái sớm này á à, bây giờ chuối ăn không hết khổ <laughs> ghê đi lợi cái sớm này bây giờ đùng cái người ta biết những đức ở đây á à. ồ ta đem chuối là quá trời giờ thôi chắc mai mốt những đức thành cây chuối luôn quá <laughs> nên từ nơi đó mà không mình sống gì mình vui vậy vì mình đi đâu cũng có tình người ghê à, nhiều người ta đến ta gặp như thế ta nói hồi đó là chùa mình lo cho anh ta nhiệt tình Bây giờ thật sự người ta quý thương mình Nên những đức cũng có khổ Nên mong tất cả các người mà biết những đức Yên tâm lo niệm Phật đi Những đức không có khổ đâu Bây giờ nhà đức mới thấy mình tương lai giảng sanh cao nè Tại vì sao vậy biết không Những đức không phải hoàn toàn đúng hết Những đức có sai Có làm sai Có làm đúng Nó Có chứ anh ơi nhưng mà bây giờ á quyết tâm là mình lo mình niệm phật không có dính phật sự gì hết á mà bây giờ một ngày lên tu được nữa Và buông xuống nhiều công việc Không buông cũng không phải buông nữa Bây giờ nhà Đức thấy mình có cơ hội giảng sanh cao ha. Nên đó là cái điều quý vị chúc mừng cho những Đức đó Hiểu không Chứ bây giờ Làm quá làm mà, làm mà cuối cùng giảng sanh này cuối cùng được cái gì chứ Thôi bây giờ Phật cũng thương mình Ngày sắp xếp cho mình Hướng dẫn người ta tu Trên cái room trên mạng không chung ha. Thời đại này quá phù hợp rồi nên mỗi một đạo tràng á Anh Hùng rồi đó Sư cô rồi đó Biết bấm điện thoại cài rung cho người ta đó Hỏi ai muốn cài rung để mỗi ngày tu Chỉ người ta thật khóa Xong cài dùm cho người ta Rồi xong bữa nào mà mình tổ chức ngay chùa tu Thì gì đây đó mình, mình mình hướng dẫn người ta Để cho nhà nhà là đạo tràng niệm Phật Chỉ cần cài cho người ta Một cái rung thôi Chỉ người ta vào tu thôi Mà ở nhà người ta có cái điện thoại thôi đây gọi là đạo tràng di động Đi đâu cũng là đạo tràng của mình cả Hay chưa Nó Bây giờ nói thiệt chứ bây giờ sư cô mà đi qua bên Mỹ đi Nước ngoài đi đâu sư cô bấm lên ra sư cô tu với đức liền đạo tràng di động mà à, Bây giờ ngôi chùa mình bây giờ đem đi được không Không Nhưng mà cái <laughs> cái đạo tràng như đức là đi đâu cũng đeo theo được đó nghe Chứ à, không giảng đâu nên từ nơi đó mà cố gắng chỉ người ta để người ta vô cái rừng người ta tục đó rồi lúc nào mình tổ chức mình tu thì mình hướng dẫn ta ngày đó giờ đó là đi tu như vậy thì đúng là quá đặc biệt quá tù thắng thấy không đó đó là những điều mà những đức tu tập xong những đức thấy cái động dạy không chung bây giờ những đức quan hỷ quá quý vị ơi thật sự mà nói á bây giờ cũng không có cái chuyện mà tại vì có hai ba anh em mà sư cô nên những đức không có lo này kia đó, nên Phật tử khắp nơi nơi có nhiều người Nói giờ con có muốn gỡ cúng giường cho thầy Phụ cho thầy cái này kia Như Đức nói giờ tôi là cư sĩ rồi Với có hai ba anh em mà Người ta cho vài trái chuối hay vài miếng đồ ăn Cũng ăn được rồi Ăn chay nó rất là đơn giản sư cô à, Là sống được rồi Nên bây giờ quý Phật tử yên tâm đi Từ khi Như Đức ra khỏi chùa tới giờ Như Đức đâu có ốm đâu Hôm qua mới căng cũng 75kg Không có ốm nha à, tu không ốm gì hết không, không, không còn lo công việc nó còn nhẹ hơn nữa, không có ốm, tại em làm cái y nguyên. Bây giờ là đang lễ phật đồ nhiều nữa, cái bụng nó nhỏ bớt lại sư cô. Không mà rồi, lúc trước ngồi giảng pháp không với cái bụng nó bự nghe mà nó bụng bự yếu nghe. Lễ phật mệt, nhưng mà vì thời gian này lễ phật với cái bụng nhỏ lên luôn. Nên từ nơi đó mà thấy sức khỏe tốt rồi. Chân cẳng này lễ phật ngon lành lắm, không? khỏe lắm. Nên từ nơi đó nói gì để cho quý vị thấy yên tâm. Vì mình thương nhau mình lo cho nhau lắm quý vị. Con người sống là như vậy mà. Nên mình nói những điều mình mình được gì Phật tử hay những người biết mình ta cũng thấy yên tâm. Cho nên là những đức uh, thấy sư cô tu chung gì rất là quan hệ thật sự. Hôm nay mà mình nói uh, uh, bây giờ mình lên ngồi đi Phật chung gì là quá quý rồi. Những đức thì bây giờ nó thật sự mà nói thì uh, cư sĩ cư sĩ những đức gặp nhau là nó, nó thầy bài gì giờ ai kêu sao kêu. Bây giờ mà kêu người ta kêu cư sĩ Người ta cũng kêu thầy quen kệ người ta Nhưng mà mình thích đơn giản sư cô Thật sự Với những đức mà những đức được làm cư sĩ Đúng là đúng luôn rồi Đúng luôn sư cô ơi Chứ mình thầy bà nó phù hợp <laughs> nó Không phù hợp chút đạo chứ nghe Thật sự mà nói mình thì cái tính mình nó cứ hoạt bát rồi nên Nói chuyện hoạt bát cứ như vậy Nên mình kêu mình mà mà nói cao xa không có làm được Thôi đã làm sức gia không được thì tôi làm cư sĩ niệm Phật thôi Thấy Nó thật sự mình 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 cao không được thì mình xuống thấp. Chứ sao bây giờ quý vị? miễn sao mình niệm Phật được thôi. Mong quý vị sống sao cho an lạc vui vẻ sống tốt. Sống sao có tình có nghĩa, có chung có nghĩa. Sống sao bằng cả tấm lòng của mình. Để khi mình ra đi mình nở nụ cười mình đi về thế giới cực lạc nha. À, chúc quý vị an lạc nha, chúc sư cô an lạc nha. Ai di đà Phật. Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc quý vị ơi. Ai đạo đạo Phật. Phật. Ai đạo Phật. Chúc chắc ăn cơm à, chúc vị ăn cơm ngon miệng nha. Ai vậy là Phật.